Thì này hỏi là gọi là cúng dường ca tăng là cúng tứ vật dụng. Vậy tứ vật dụng là những vật dụng gì? Trong đó cúng tiền có được hay không? Cái này quý vị đang nói là cúng dường tăng nha, cúng dường tăng chứ không phải là cúng dường cá nhân một vị sư bôi đó. Là để quý vị thấy là cái này nó khác nhau rất là lớn á, nó khác nhau rất là lớn. Như thế nào? Thứ nhất á, là tứ vật dụng là gồm có nè, thực phẩm nè, thuốc men nè, y phục nè và giường, có nghĩa là cái chỗ ở đó, là bốn bốn cái vật dụng mà một vị tỳ kheo nhận được và có thể gọi là cần thiết để mà cho một đời sống tu hành. Bốn món đó là thực phẩm, y phục, thuốc men và chỗ ở. Cho nên á, nhiều nhiều vị mà khi các vị đó tắc bạch trai tăng á, tắc bạch hơi thừa, là tắc bạch như thế nào? Con xin cúng dường, con xin dân dân y và tứ vật dụng, thì nó thừa, vì bản thân y đó nó cũng nằm trong tứ vật dụng. Cho nên là chỉ cần quý vị thưa là con xin dân tứ vật dụng là đủ rồi, không cần phải dân y và tứ vật dụng ha. Đó, rồi còn cái tiền á, xin thưa là cái tiền nó không nằm trong tứ vật dụng. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, trong cái tạng luật, không biết là quý vị có cần phải mở cái tạng luật ra hay không. Trong tạng luật á, thì khi mà cúng dường cho cá nhân một vị sư thì vị đó phải từ chối, hoặc là vị đó xả bỏ, vị đó không có được nhận ha, không có được nhận, trừ khi là có một cái vị cấp bí giá, vị đó sẽ giữ cái phần, tiền mà thí chủ cúng dường đó cho vị đó, nhưng mà đó là cá nhân. Còn khi mà cư sĩ họ cúng dường cho tăng, có nghĩa là cúng dường cho một tập thể, cúng dường cho tăng, thì có một đặc điểm trong tạng luật như thế này: vị đó không được quyền từ chối, vị đó không được phép từ chối, tại vì cái đó không phải là tài sản cá nhân của vị đó, vị đó không được phép quyết định. Khi mà cúng dường tiền cho tăng á, thì đó trở thành tài sản của tăng, và khi đó tăng sẽ phải họp để mà quyết định là cái tiền đó sử dụng như thế nào. Bây giờ xin nói theo tạng luật đi, thì tăng sẽ quyết định là cái, ví dụ như vị này cần cần bổ y đó, rồi vị kia cần thực phẩm, rồi vị nọ cần thuốc, rồi vị nọ cần giày dép, rồi vị nọ là cần cái dù, xin lấy ví dụ như vậy. Thì theo tạng luật ha, thì khi đó đó chư tăng sẽ nhờ một cái vị cư sĩ mà chúng ta ngày nay gọi là cấp bí giá đó, nhờ cái vị cư sĩ, vị đó sẽ dùng cái cầm cái số tiền đó đi mua sắm những vật cần thiết để mà về cho các cái vị có nhu cầu đó. Còn trong trường hợp mà không tìm được á, không tìm được thì có nghĩa là không có cư sĩ, không có Phật tử giúp đỡ, không có cư sĩ giúp đỡ, thì vị tăng đó, tăng sẽ cử ra một vị là đem cái tiền đó đó quăng bỏ. Thì đó là xin nói theo tạng luật ha. Còn cho nên là ở đây quý vị hỏi á, là khi mà cúng dường cho tăng á, thì cúng dường tiền có được hay không? Thì xin thưa là trong trường hợp mà cúng dường tiền cho tăng á, thì luật thì tăng cá nhân một vị sư không có được từ chối, và tăng cũng không có được từ chối, mà cái đó thì sẽ làm tăng sự để mà giải quyết cái số tiền đó ha, giải quyết cái số tiền đó. Còn cụ thể như thế nào thì nó thuộc về cái vấn đề của tăng rồi.
Và ở đây thì sư cũng không có tiện để mà sư nói chi tiết về cái việc này. Có những cái trường hợp mà dở khóc dở cười, có nghĩa là sao? Có những thứ khi mà cúng dường cho cá nhân thì vị đó có quyền từ chối, nhưng mà khi cúng dường cho tăng là không được quyền từ chối. Thành ra có những trường hợp dở khóc dở cười là sao? Người ta cúng dường cái gì? Cúng dường những thứ mà chư tăng không có biết xài vô cái chuyện gì, cúng dường những thứ mà chư tăng không xài được, chất quốc vị đó không có từ chối được đó. Rồi hoặc là có khi người ta cúng dường cái gì, nghĩ coi, cúng dường sách mà sách đời á, thí dụ như thể dục dưỡng sinh, thí dụ như cây cỏ hoa lá, kỹ thuật trồng hoa lan chẳng hạn vậy, họ đem những thứ đó họ vào cúng chùa thì bản thân vị đó cũng không có được từ chối. Nhưng mà đương nhiên là tăng sẽ hợp, mà muốn xử lý những thứ đó cũng phiền lắm, có gì phiền lắm. Tại vì khi mà xử lý tài sản của tăng là phải có sự quyết định của tăng chứ không phải là quyết định của cá nhân. Tăng sẽ quyết định là cái món đó phải xử lý như thế nào đó. Thì cho nên là cái phần đó là nó cũng rất là rắc rối trong cái vấn đề là sử dụng tài sản dùng chung.